Ok, xin chào mọi người. Như tiêu đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau dạo một vòng quanh cái giao diện của máy BS5 cũng như là đi vào sâu bên trong phần cài đặt máy để xem là chúng ta có thể cài đặt những cái gì, tùy chỉnh những cái gì để phù hợp với bản thân của chúng ta hơn, cũng như là tối ưu được cái sức mạnh của chiếc máy BS5 này. Mình mong là video này nó sẽ phần nào đó giúp các bạn sử dụng máy BS5 được hiệu quả hơn, cũng như là đặc biệt đối với những bạn nào vừa mới tiếp xúc với máy game ha. Ok, bắt đầu video thôi nào. Khá là tiếc một chút là mình không thể quay lại được cái màn hình vừa mới khởi động máy BS5 lên, bởi vì cái lúc đó cái màn hình nó rất là đẹp nhưng mà mình không thể quay được lúc đó. Thế nhưng mà sau khi cái màn hình đó khởi động xong, máy nó sẽ yêu cầu bạn là đăng nhập vào tài khoản BSN hoặc là bắt đầu luôn mà không cần phải đăng nhập tài khoản, và sau này bạn sẽ đăng nhập sau. Thì mình khuyên các bạn là nếu như các bạn đã xác định cái máy đó là máy cá nhân của bạn, bạn sẽ sử dụng lâu dài, thì bạn nên đăng nhập tài khoản BSN ha. Nếu bạn chưa có thì bạn có thể tạo bằng email của bạn, còn nếu bạn đã có rồi thì bạn chỉ việc đăng nhập vào thôi. Và từ bây giờ thì mình cũng xin phép là tắt cái hình ảnh của mình đi để màn hình BS5 nó có thể hiển thị đầy đủ nhất, các bạn có thể dễ dàng thấy được thao tác của mình nhất ha. Một câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều đó chính là máy BS5 nó có hỗ trợ tiếng Việt hay là không? Thì chắc chắn là có rồi, thế nhưng mà cái việc này các bạn phải điều chỉnh lại một chút ha. Thì sau khi màn hình máy game bạn được mở lên, bạn khoan hãy lướt những cái này nọ đi, thì chúng ta sẽ vào cái mục là ở trên đây, setting. Các bạn nhấn X để chọn vào đây, kéo xuống cái mục là system, nhấn X để chọn luôn ha. Ở dưới này nó sẽ có là language, thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục console language là ngôn ngữ của máy, nhấn X để chọn. Kéo xuống thì chúng ta sẽ có tiếng Việt, và các bạn chỉ cần chọn vào đó thôi, và máy nó sẽ đợi một chút, máy nó sẽ set up lại một chút. Đó là xong, là chúng ta có tiếng Việt ở đây. Thì mình nghĩ là bật tiếng Việt lên thì các bạn sẽ thao tác dễ dàng hơn và cũng dễ hiểu hơn rất là nhiều. Mình sẽ đi qua từng mục, những cái mục quan trọng á, thì mình sẽ đi qua từ từ để cho các bạn dễ dàng nắm. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái là khả năng truy cập, lựa chọn hiển thị. Ở cái mục hiển thị thì nó có lựa chọn thu phóng nội dung ở trên màn hình nè. Nếu mà các bạn bật cái mục này lên thì nó sẽ có những cái lựa chọn như là nhấn nút BS và nút vuông để bắt đầu điều chỉnh thu phóng màn hình, nhấn nút A để đặt lại điều chỉnh thu phóng, nhấn nút X để xác nhận điều chỉnh thu phóng, vân 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 vân. Thế nhưng mà mình không muốn điều chỉnh cái việc thu phóng màn hình này, bởi vì hiện tại thì nó đang rất là vừa cái màn hình của mình rồi, cho nên là mình sẽ tắt tính năng này đi. Ok, thoát ra nào. Ở đây chúng ta có một cái là đảo màu, đảo ngược màu màn hình. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái là chỉnh, điều chỉnh màu ở trên màn hình ha. Thì cá nhân mình thì mình không khuyến khích các bạn làm cái việc này đâu. Thế nhưng mà nếu như bạn bạn muốn cái màn hình hiển thị BS5 của bạn nó có màu hơi ám vàng một xíu hay là hơi ám xanh một xíu, các bạn có thể làm việc này. Thật ra thì bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh ở trên cái màn hình của bạn, nhưng mà mình biết là sẽ có vài bạn vừa sử dụng cái màn hình đó để làm việc cũng như là vừa sử dụng cái màn hình đó để chơi BS5 luôn, mà cái việc mà bạn làm việc đó thì bạn không cần phải điều chỉnh gì ở trên cái màn hình hết. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh hình ảnh chỉ riêng ở trên cái máy BS5 thôi. Những cái hình ảnh video hay là hình ảnh gameplay chẳng hạn thì nó sẽ được điều chỉnh theo cái độ, cái màu mà bạn muốn. Hey, ở đây chúng ta sẽ có cỡ chữ, chúng ta sẽ có 4 lựa chọn là nhỏ. Đó, nó cũng ví dụ cho chúng ta luôn, nếu mà nhỏ thì nó sẽ hiển thị như thế này, bình thường, lớn, rất lớn. Cá nhân mình thì mình vẫn sẽ để bình thường ha. Còn nếu như theo thói quen của bạn, bạn thích xem chữ lớn thì bạn có thể chỉnh qua chữ lớn. Nhấn X để chọn. Chữ đậm thì bật lên thì nó sẽ hiển thị đậm như thế này, nhưng mà mình cũng không cần cho lắm, bởi vì cá nhân mình thích cái việc chữ nó mảnh nhiều hơn, cho nên là mình sẽ tắt ha. Độ tương phản cao, bật lên thì nó sẽ kiểu như tăng contrast ở trên một tấm hình á. Đó, nó sẽ ghi ví dụ cho chúng ta là điều chỉnh màu chữ và hình nền để cải thiện độ rõ nét của nội dung ở trên màn hình.
khi mà mình tắt cái tính năng này thì thật sự là mình cũng không thấy được cái vệt di chuyển ở bên dưới góc trái màn hình đâu, nhưng mà khi mà mình bật lên thì mình thấy rõ cái vệt đó luôn và nó khá là đẹp. Nhưng mà thật sự là mình cũng muốn để về cái setting mặc định của cái máy BS5 thì nó sẽ hay hơn, cho nên là mình sẽ không bật tính năng này. Tốc độ cuộn tự động, ở đây nó sẽ ví dụ cho chúng ta một cái tốc độ cuộn. Nếu như bình thường thì đây là cái ví dụ bình thường, còn nếu như rất chậm thì đó, nó cũng sẽ ví dụ cho chúng ta sẽ có chậm, bình thường hoặc là nhanh. Mình thì mình vẫn để bình thường. Ok, giảm bớt chuyển động và chuyển động màn hình thì mình nghĩ cái này nó liên quan tới những cái hiệu ứng ở đằng sau cái màn hình nền đó. Thế nhưng mà mình cũng không cảm thấy quá khó chịu về cái việc này đâu, cho nên là mình cũng sẽ tắt ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mục là trình đọc màn hình. Bật trình đọc màn hình này lên thì có nghĩa là nó sẽ đọc những gì hiển thị ở trên màn hình chúng ta đó, nhưng mà nó sẽ chỉ hỗ trợ những cái ngôn ngữ sau đây: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Tây Ban Nha. Và nếu như bạn muốn bật cái này lên thì bắt buộc bạn phải thay đổi ngôn ngữ máy theo những cái ngôn ngữ mà nó có hỗ trợ cái tính năng này. Có nghĩa là các bạn không để được tiếng Việt á, và mình cũng không mấy cần thiết về cái việc đọc màn hình đâu, cho nên là mình cũng sẽ không bật làm gì. Còn nếu như các bạn bật lên thì nó cũng sẽ có điều chỉnh tốc độ nói nè, kiểu giọng nói, âm lượng giọng nói, vân vân đó. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái mục là bộ điều khiển, có nghĩa là cái DualSense mà chúng ta dùng để chơi game ở trên cái PS5. Thì ở đây nó sẽ có một cái mục là gán nút tùy chỉnh vào đây. Khi mà bật xong thì chúng ta sẽ có một cái mục là tùy chỉnh cách gán nút ha. Thì các bạn vào đây nó sẽ cho chúng ta kiểu như thay đổi, ví dụ bạn L2 bạn muốn thay đổi sang R2 chẳng hạn. Thì mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà mình đã quen chơi với cái layout nút bấm của PS5, của PS4 rồi, và mình không hề muốn thay đổi những cái này một tí nào. Hoặc là ở dưới này chúng ta cũng có một cái mục là chuyển cần analog trái sang phải và phải sang trái. Thì nếu như các bạn thuận tay phải nhiều hơn và các bạn nghĩ là các bạn sẽ đẩy cái cần analog phải nhiều hơn để đi lên đi xuống này nọ, thì các bạn sẽ chuyển cái này ra, thì bây giờ nó sẽ nhận cái cần phải của mình là di chuyển lên xuống, còn cái cần trái của mình là kiểu như nếu vào game thì chắc là xoay camera này nọ, nhưng mà mình cũng không muốn bật cái này lên làm gì. Thoát ra một chút thì chúng ta sẽ có một cái mục là độ trì hoãn khi nhấn và giữ. Thì mình nghĩ là chúng ta nên để bình thường thôi, chúng ta không cần phải để chỉnh qua cái mức là dài đâu, bởi vì bình thường nó cũng đã rất phù hợp cho chúng ta sử dụng rồi. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái là cường độ rung. Cường độ rung là gì? Theo như mình biết thì nó là cái công nghệ haptic feedback ở trên DualSense. Thì ở đây chúng ta có những cái mức chỉnh như sau: mạnh, trung bình, yếu hoặc là tắt luôn nếu như bạn không thích cái tay cầm của bạn rung. Thì lần đầu mình trải nghiệm cái DualSense này á, mình khá là bất ngờ về cái cường độ rung của nó, bởi vì đối với mình lần đầu trải nghiệm thì nó khá mạnh, nhưng mà sau này dần dần mình chơi quen thì mình lại cảm thấy nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như bạn không thích nó mạnh như vậy thì bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh qua trung bình hoặc là yếu. Còn cái việc mà tắt luôn thì cũng tùy theo sở thích của bạn thôi ha. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái là cường độ hiệu ứng mô phỏng cảm giác. Thì nó tương đương với cái công nghệ Adaptive Trigger mà Sony họ cũng đã từng giới thiệu cho chúng ta ở trên cái tay cầm DualSense này. Nó cũng có những cái mức chỉnh như lúc nãy thôi: mạnh, trung bình, yếu hoặc là tắt luôn. Qua đến đây chúng ta sẽ có một cái là chú thích đóng, hiển thị phụ đề đóng khi đang phát video. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt cho nhân vật và phụ đề. Thì mình cũng không hiểu rõ cái này cho lắm, nhưng mà mình theo như mình biết là ở trong mỗi tựa game thì nó đều có một cái mục là hiển thị phụ đề. Nói chung là trong mỗi tựa game nó đều có cái mục đó luôn. Nhưng mà nếu bạn không muốn chỉnh ở từng game thì các bạn có thể bật ở đây, cài đặt. Ở đây chúng ta sẽ có cài đặt. Đó. Nếu như bạn muốn hiển thị phụ đề theo quy định của nội dung, là theo quy định của những cái game á, thì bạn bật lên thì bạn không cần phải điều chỉnh gì hết. Những cái game đó nó sẽ điều chỉnh, hoặc là bạn phải vào cái setting game đó để bạn điều chỉnh theo ý thích của bạn. Còn nếu bạn tắt
thì chúng ta sẽ có lựa chọn phông chữ ở đây nè, kích thước chữ, màu sắc của chữ, viền chữ có hay là không, rồi màu viền, rồi độ mờ của chữ ha. Mình thì mình không bật cái này lên bởi vì mình nghĩ là mình sẽ vào game để bật á. Nhưng mà nếu bạn nào hay quên thì nên bật cái này lên để vào game các bạn đỡ bật ha. Ghi âm cuộc trò chuyện, chúng ta có cần ghi âm hay không? Thì mình là một đứa khá là ít voice chat ở trên cái máy PS5 này. Mình chỉ thường chơi những cái game offline hay là những cái game single player thôi. Nhưng mà nếu như các bạn chơi những cái game co-op, những cái game multiplayer, đặc biệt là chơi cùng với bạn bè và các bạn trò chuyện với nhau, thì nếu các bạn muốn ghi âm lại cuộc trò chuyện đó để các bạn edit clip, đăng lên YouTube, đăng lên Twitter, đăng lên TikTok chẳng hạn, thì các bạn bật cái này lên. Ở ngoài đây chúng ta sẽ có người dùng và tài khoản. Chọn vào đây ha. Ở đây chúng ta sẽ có một tài khoản. Các bạn có thể đợi một xíu ha, nó đang loading cho mình. Thì tài khoản nó sẽ bao gồm ID đăng nhập là địa chỉ email. Hiện tại mình cũng đã có đăng nhập rồi. Bảo mật thì nó sẽ thiết lập những cái tính năng bảo mật cho tài khoản của bạn. Thì mình khuyên là các bạn nên thiết lập cái này như kiểu là mật khẩu. Cái này là thay đổi mật khẩu, mình không muốn thay đổi mật khẩu. Nó sẽ có một số câu hỏi bảo mật khi mà bạn đăng nhập vào. Đó, khá là giống với khi mà chúng ta đăng nhập Apple ID ha. Số điện thoại di động thì mình... À, thật ra thì cái này mình đăng ký theo châu Á, nhưng mà mình đăng ký ở cái vùng Thái Lan cho nên là nó sẽ hiện ra cái đầu số Thái Lan đầu tiên. Nhưng mà mình có thể điều chỉnh cái này ở trong đây và chỉnh thành Việt Nam, đầu số này, rồi nhập số di động lên để nó có thể xác minh hai bước này nọ. Thì cái đó nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới tài khoản của bạn đâu, cho nên là bạn nào muốn cẩn thận hơn thì các bạn có thể điền thông tin vào đó và quy trình xác minh hai bước. Ở dưới này chúng ta sẽ có hồ sơ hiển thị công khai, có nghĩa là những cái nó sẽ hiển thị khi mà bạn chơi online này nọ, người ta sẽ thấy bạn á, thì đây là những cái mà người ta sẽ thấy. À, ở đây chúng ta sẽ có một cái mục nữa là thanh toán và thuê bao, thì bạn có thể thêm thẻ Visa hoặc là Mastercard ở đây, hoặc là PayPal nếu như bạn nào có ha. Còn mình nhận được khá là nhiều bạn hỏi mình về cái vấn đề bạn mua thẻ PSN thì phải, thì bạn nhập vào đâu, thì cái chỗ redeem code là cái chỗ mà bạn phải nhập. À, ở đây chúng ta sẽ có một cái mục là liên kết với các dịch vụ khác, với các ứng dụng khác, thì ở đây mình đã liên kết với Spotify rồi, các bạn có thể liên kết với YouTube nè. Đó, thì bạn chỉ cần chọn vào cái mục liên kết tài khoản thôi và nó sẽ có bạn đăng nhập này nọ, thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn cái việc stream game á. YouTube với lại Twitch thì hai cái này nó sẽ hỗ trợ cho bạn cái việc stream game ha. Còn cái Twitter này thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn cái việc chia sẻ ảnh chụp màn hình game của bạn nhanh hơn. Thì khá là tiếc là ở đây chúng ta không có Facebook, tại vì theo mình để ý thì ở Việt Nam các bạn sử dụng Facebook nhiều hơn là sử dụng Twitter. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là cài đặt đăng nhập tự động vào PS5. Tự động đăng nhập vào PS5 khi nó bật lên thì mình đã tắt cái tính năng này rồi, cho nên là mỗi lần mình bật PS5 lên thì nó đều hiển thị là bạn muốn đăng nhập vào tài khoản nào á. Còn nếu các bạn bật lên thì nó sẽ tự động vào cái tài khoản đó luôn ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là đặt mật khẩu đăng nhập PS5, có nghĩa là mỗi khi cái máy bạn mở lên, bạn chọn vào cái tài khoản đó để chơi PS5 thì nó sẽ hỏi một cái mã pin á. Như kiểu chúng ta đăng nhập vào điện thoại của chúng ta bằng cái mã pin á, thì nó sẽ hỏi cái đó để có thể là bảo mật hơn. Nếu như bạn không thích ai đụng vào những cái game bạn đang chơi chẳng hạn, thì các bạn chọn vào đây và các bạn nhấn mật khẩu. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có một cái là người dùng, thì bạn có thể thêm một người dùng vào đây nếu như bạn... Thật ra thì máy PS5 nó cũng giống máy PS4, là nó có hỗ trợ rất là nhiều người dùng ở trên cùng một máy, cho phép chúng ta chơi ví dụ như bạn chơi nè, xong rồi em bạn chơi nè,
hoặc là anh chị họ bạn chơi chẳng hạn, thì họ hoàn toàn có thể đăng nhập vào cùng một máy, và khi chơi thì bạn người đó chỉ cần chọn đúng cái user của người đó để chơi thôi. Hoặc là nếu như cũng một tài khoản nhưng mà bạn muốn có nhiều user ở trong nhiều hệ khác nhau thì bạn cũng có thể đăng nhập vào đó. Đó thì cái chỗ này nó có thể cho bạn thêm người dùng vào. Thì ở cái mục này nó sẽ cho phép bạn thêm người dùng vào, hoặc là các bạn có thể test ra trang chủ, đi lên phía trên này ở đây, chọn vào đây thì nó cũng có một cái mục là chuyển người dùng. Bấm vào đây thì nó cũng sẽ có một cái là thêm người dùng. Đó, nếu như các bạn muốn thêm người dùng nhanh, các bạn không cần phải vào setting rồi cài đặt rồi này nọ giống mình nãy giờ, thì đây là cái cách vào nhanh hơn. Ok, thoát ra nha. Chúng ta sẽ vào setting lại một lần nữa. Ở đây chúng ta sẽ có gia đình và kiểm soát từ cha mẹ. Thì cái này nó sẽ phù hợp với các bạn đã làm phụ huynh rồi và các bạn muốn bảo vệ con cái mình, hạn chế con cái mình chơi game ở trên máy PS5 này nọ ha. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mục là hệ thống. Hệ thống lúc nãy mình cũng đã vào để chỉnh là ngôn ngữ của máy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một xíu. Thông tin máy game, cập nhật, cài đặt phần mềm. Nếu như cái PS5 nó có một cái update firmware thì các bạn sẽ vào cái mục này để các bạn cập nhật phần mềm. Thì hiện tại mình đã cập nhật lên cái mức cao nhất rồi. Chúng ta sẽ có lựa chọn là cập nhật thông qua internet hoặc là cập nhật từ ổ USB. Thì cái cập nhật từ ổ USB này á, thì có nghĩa là các bạn sẽ copy cái firmware đó vào trong cái USB, rồi các bạn cắm cái USB đó vào cái PS5, rồi các bạn chọn để cài đặt thôi. Đó, thì cái firmware đó bạn kiếm ở đâu? Bạn sẽ kiếm ở trên web của PlayStation ha. Chúng ta sẽ có là tự động tải về các tập tin cập nhật, bật hay là tắt, thì ở đây mình bật lên thôi tại vì không phải là lúc nào mình cũng kiểm tra nó. Tự động cài đặt các tập tin cập nhật mình cũng để bật luôn. Thì nếu như bạn không thích cái máy nó tự cài đặt, nó tự cập nhật thì các bạn hoàn toàn có thể tắt cái mục đó. Chuyển dữ liệu, một cái mục nó rất là quan trọng và nó rất là hay ho. Đó, nó sẽ có là chuyển dữ liệu từ PS4 sang PS5 của bạn. Thì nó sẽ có những cái yêu cầu sau đây. Chúng ta chỉ có thể chuyển dữ liệu riêng của chúng ta mà thôi, không thể chuyển dữ liệu của những cái người dùng khác được. Việc chuyển dữ liệu nó sẽ không xóa những cái nội dung đó khỏi PS4. Dữ liệu lưu ở trong bộ nhớ mở rộng USB sẽ không được chuyển ha. Tức là các bạn chỉ có thể chuyển được những cái nội dung lưu ở trong bộ nhớ máy PS4 thôi. Đó, ở đây nó sẽ có thêm yêu cầu là đảm bảo cái PS4 và PS5 đều được kết nối cùng một mạng và đều được bật. Và để quá trình này có thể chuyển nhanh hơn thì bạn có thể sử dụng kết nối LAN có dây. Của mình thì mình không có PS4 ở gần đây cho nên là không thể thực hiện cái việc này được. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mục là sao lưu và khôi phục. Nhấn vào đây ha. Sao lưu PS5 của chúng ta, chúng ta có thể sao lưu trò chơi nè, ứng dụng hoặc là dữ liệu ở trong bộ nhớ máy sang một cái ổ USB, một cái ổ cứng di động khác, hoặc là các bạn khôi phục PS5 bằng dữ liệu sao lưu ở trên ổ USB. Có nghĩa là nếu như bạn có một cái dữ liệu gì đó ở trên USB hoặc là ổ cứng di động các bạn cần khôi phục lại thì các bạn sẽ vào cái mục này hoặc xóa dữ liệu sao lưu luôn. Ok, đặt lại máy game có nghĩa là máy game nó sẽ được reset lại tất cả, reset factory á, để nó về cái cài đặt ban đầu. Lưu ý một chút là nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ở trên máy cũng như là toàn bộ user ở trên máy ha. Và cái việc này mình nghĩ là nó sẽ thích hợp với những bạn nào có ý định bán máy PS5 lại cho một bạn khác nè, hoặc là đưa máy đó cho người khác chơi mà bạn không muốn chơi nữa, thì bạn sẽ chọn vào cái việc này để đặt lại máy game. Đó, chúng ta sẽ có một cái mục ở ngoài đây là HDMI. Bật liên kết thiết bị HDMI thì tất nhiên là cái này mặc định nó sẽ bật ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mục là bật
HDCP, thì cái này nó liên quan tới việc bảo vệ nội dung hiển thị ở trên máy PS5. Thì cái việc này nó cũng ảnh hưởng tới một cái việc là bạn không thể stream ở trên máy PS5 thông qua một cái capture card. Thì ban nãy mình cũng vừa tìm hiểu được luôn, cho nên là mình đã tắt cái tính năng này đi. Mình nghĩ là cái việc này nó sẽ khá là có ích đối với những bạn nào có ý định stream này nọ, các bạn stream ở trên YouTube, các bạn stream ở trên Facebook này nọ, đúng không nào? Còn nếu mà các bạn không stream thì các bạn cũng không cần để ý quá nhiều về cái mục này đâu. Chơi từ xa là cái tính năng Remote Play á, thì cái này nó yêu cầu chúng ta là các bạn phải cài thêm một cái app Remote Play ở trên điện thoại hoặc là máy tính bảng của bạn, thì nó sẽ cho các bạn chơi chơi game ở một cái vị trí xa hơn, không phải là ở gần cái máy PS5, mà các bạn có thể mang ra quán cà phê các bạn chơi, hoặc là các bạn có thể mang tới chỗ làm của các bạn chơi nếu như cái máy PS5 các bạn để ở nhà, đúng không? Nhưng mà yêu cầu là cái máy PS5 của bạn luôn bật và luôn được kết nối mạng ha, bởi vì cái tính năng này nó yêu cầu mạng rất là mạnh, và mình cũng đã có test rồi và nó khá là lag đối với những cái mạng thông thường. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mục là hệ thống. Nó sẽ có những cái mục sau đây: bộ nhớ máy chơi game, bộ nhớ mở rộng USB, vân vân. Thì nếu như đối với những bạn nào muốn cài thêm một cái ổ cứng trong mở rộng cho máy, một cái SSD mở rộng cho máy, thì lúc này ở đây nó sẽ hiển thị cái mục này để các bạn có thể kiểm soát được cái dung lượng bộ nhớ của các bạn như thế nào. Còn hiện tại thì bộ nhớ máy chơi game của mình nó vẫn khá là dư để mình có thể tải tầm 2-3 game gì đó. Âm thanh. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh những cái liên quan đến âm thanh. Thì thứ nhất chúng ta sẽ có micro. Thiết bị đầu vào của mình là cái micro ở trên bộ điều khiển. Nó là cái mic ở trên DualSense. DualSense chúng ta có một cái mic và chúng ta có một cái nút bấm để bật tắt cái tính năng micro này. Điều chỉnh mức micro thì âm lượng đầu vào tốt, nó đang thu của mình đó, và nó sẽ hiển thị tốt hay là không tốt. Hay mình đang che cái micro lại và nó bắt được âm lượng thấp hơn á, cho nên nó sẽ để là quá thấp. Còn mình mở cái micro ra thì nó ok. Đó, khá là hay, khá là nhạy luôn. Cho nên là mình nghĩ những bạn nào chơi game co-op với bạn bè hay là multiplayer này nọ thì các bạn không cần phải có thêm một cái mic nữa đâu, bởi vì ở trên cái tay cầm này nó là có một cái mic khá là nhạy rồi. Đầu ra âm thanh của mình, thiết bị đầu ra các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh nó là HDMI, là thông qua cái màn hình đó, thông qua cái TV. Thiết bị đây nó sẽ có những cái như là bộ khuếch đại AV hay là thanh âm thanh là soundbar đó. Rồi TV của mình có bật âm thanh 3D cho loa TV hay là không, mình sẽ bật cái này đo độ vang. À, nó sẽ đo độ vang ở trong phòng để nó có thể tùy chỉnh, nó khá là thông minh. Đó, nếu mà bạn cắm những cái này vào thì các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được ha. Nếu như các bạn không thích cái màn hình chính của bạn có nhạc nền thì các bạn có thể tắt cái này đi. Mình thì thích cho nên mình sẽ bật. Hiệu ứng âm thanh ở trên PS5 nó cũng khá là dễ chịu và nghe nó cũng vui tai, cho nên là mình cũng sẽ bật cái này. Còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể tắt đi cũng được. Định dạng âm thanh, vân vân. Ở đây chúng ta sẽ có một cái âm lượng. Nó sẽ điều chỉnh mức âm lượng. Không biết các bạn có nghe được không, nhưng mà cái tay cầm của mình nó cũng có loa á. Đó, nó sẽ điều chỉnh. Thì chúng ta cũng có một cách nhanh hơn, đó chính là bấm nút BS, bấm logo BS, rồi sau đó kéo xuống đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái là âm thanh, chọn vào đây và nó cũng sẽ có những cái điều chỉnh như vậy cơ bản. Đó, ok. Màn hình và video thì các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ có một đầu ra video hoặc là theo như tiếng Anh nó là output video. Đó, ở đây chúng ta sẽ có là thông tin đầu ra video. Độ phân giải của nó sẽ là 4K 60Hz. Định dạng màu RGB, HDCP của mình đã tắt rồi, vân vân.
Khá là ổn. Độ phân giải là tự động, nhưng mà máy PS5 nó sẽ ra là 4K á. Nhưng mà chúng ta cứ để tự động đi ha. Còn tốc độ truyền video 4K cũng là tự động. Cái này nó liên quan một chút tới những cái tựa game mà các bạn hay hỏi mình là game ở trên PS5 nó có chơi được 4K hay là không. PS5 nó có thể cân được cái video 4K, nhưng mà cái đó còn tùy thuộc vào cái tựa game mà nhà phát triển họ xây dựng nên á, thì họ có cho phép là cái game nó 4K hay là không thôi. Còn PS5 thì nó hoàn toàn có thể cân được 4K 60fps như bình thường. Ở đây chúng ta sẽ có điều chỉnh HDR nè, HDR của mình luôn bật. Nhưng mà nếu để trải nghiệm ổn nhất, trải nghiệm tốt hơn nữa thì các bạn nên có một cái màn hình có chế độ HDR. Ở đây chúng ta có màn hình, điều chỉnh khu vực hiển thị, làm mờ màn hình khi không hoạt động. Sau kiểu như là sau 15 phút thì cái màn hình nó sẽ tối lại khi mà bạn không làm gì ở trên cái màn hình đó. Hoặc là sau 30 phút, hoặc là sau 5 phút, hoặc là nếu bạn không muốn thì bạn không làm mờ luôn, bạn để nó ở chế độ vậy luôn. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái mục là thiết bị phụ trợ, là phụ kiện nếu như bạn muốn cắm loa Bluetooth nè, hay là tai nghe Bluetooth nè. À, ở đây nó có một cái mục là bộ điều khiển sâu hơn ở trong cái tay cầm DualSense này. Cường độ rung và cường độ hiệu ứng mô phỏng thì lúc nãy mình cũng đã có nói rồi. Chúng ta sẽ có một cái mục là độ sáng của đèn trạng thái. Thì nếu như bạn không thích nó sáng thì các bạn có thể chọn trung bình, hoặc là các bạn chọn mờ luôn. Nhưng mà thật ra mình thấy nó không khác quá nhiều đâu á, cho nên bạn cứ để tiêu chuẩn đi ha. Đúng là nó không khác quá nhiều thôi. Phương thức giao tiếp của cái tay cầm này là sử dụng Bluetooth không dây. Còn nếu bạn nào muốn sử dụng dây thì các bạn có thể sử dụng cáp USB. Mình thì mình chọn sử dụng Bluetooth. Phần mềm, tay cầm của chúng ta cũng có firmware hỗ trợ. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn sẽ vào đây để cập nhật cái phần mềm thiết bị, để chúng ta có được trải nghiệm tốt nhất, mới nhất đến từ PlayStation. Loa này là loa ở trên tay cầm ha. Nếu như bạn nào muốn lắp bàn phím và chuột vào máy PS5 để chơi game bắn súng á, để chơi những cái game FPS này nọ, thì các bạn chỉ cần cắm dây USB vào thôi. Và ở đây máy nó cũng cho chúng ta tùy chỉnh những cái như là độ trì hoãn, hay là tốc độ bàn phím, hay là tốc độ con trỏ chuột, kiểu thuận tay trái hay là tay phải này nọ vân vân, thì nó vẫn cho chúng ta tùy chỉnh những cái đó. Ok, và đó là một chút dạo quanh chiếc máy PS5, cũng như là vài cái tùy chỉnh mà mình nghĩ là nó sẽ phần nào đó nó thích hợp với các bạn hơn, nó sẽ có ích với các bạn lần đầu tiếp xúc với máy game nè. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây, tại vì mình nghĩ là nó đã rất là dài rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video đến tận đây. Nếu các bạn yêu thích kênh thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, cũng như là like, share, ủng hộ bọn mình ha. Còn nếu các bạn có góp ý nào thì hãy cứ thoải mái bình luận ở bên dưới, bọn mình sẽ cố gắng điều chỉnh nội dung cũng như là tiếp thu những cái ý kiến của các bạn để rút kinh nghiệm cho những video tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt các bạn tại đây, và chúc các bạn có một đầu tuần với nhiều năng lượng tích cực hơn ha. Bye.